Ngày 14 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, Đại Đức Thích Tâm Khởi đã có buổi chia sẻ Phật Pháp cùng với đại chúng. Mình hướng đến tương lai. Tương lai là cái gì nó, những gì nó chưa đến mà mình hướng đến. Giống như hồi nãy con nói là mình hướng đi cái suy nghĩ về mình nấu ăn cho gia đình mình như thế nào, mai ăn cái gì, rồi mai đi làm cái gì. Đó, là bao nhiêu cái sự lo toan ở trong đầu mình nó liên tục sanh khởi như vậy, hết cái này tới cái kia. Và xin thưa với đại chúng, đó là cái nguyên nhân để mà nó sinh ra những cái phiền muộn lo lắng mà trong cái tâm thức mình không bao giờ mà tịnh an rồi. Tại sao thời phá công phu mình dành 15 phút, 10 phút để người ta tịnh tọa nên vậy? Bởi vì khi thân hành của mình đã khó đạt được sự chánh niệm, chứ có nghĩa là thân mình đã đi đứng mà mình suy nghĩ lo toan về cái cuộc sống là cơm áo gạo tiền vân vân, gia đình các thứ, nó đã là khó cho mình đã nhiếp niệm đây rồi. Bây giờ mình đến chùa là cái thời gian tốt nhất để mình ngồi lại, mình an chú vào hơi thở hoặc là an chú vào cái câu niệm Phật để mình tìm lại những phút giây mình đã thả trôi cái tâm thức mình đi đâu. Và chính vì cái sự thả trôi này á, nó là cái dòng đời nó trôi lăn, nó thúc đẩy quý vị từ cái kiếp này sang kiếp khác. Cái đời người của mình á, giống như một cái dòng chảy rồi. Mình không có bắt nhịp được cái nhịp sống của nó, không có bắt được cái nguồn nước của nó. Một khi mà quý vị đặt chân lên cái dòng nước rồi á, quý vị không có thể nào mà đặt chân lên được cái bước chân thứ hai đâu. Tại cái dòng chảy nó liên tục, nó chảy và nó xô đẩy mình. Xin thưa, mình á, dù có làm trăm thứ, trăm ngàn việc trong cái thế gian này, trong cái cuộc đời này, nhưng mà xin thưa quý vị, nó cũng không ngoài cái việc là quý vị đặt ngay cái chánh niệm, ngay cái khả năng nhận biết ngay giờ phút hiện tại của chính mình. Và xin thưa quý vị, xe dù có chạy trăm ngàn vạn đường nhưng mà cái bánh xe nó không hề rời được mặt đất được đâu. Tại vì rời nó không thể nào chạy được. Mình hãy làm cho cái chánh niệm của mình, thứ hai là khả năng nhận biết của mình qua cái sự ba những cái niềm tin mà chúng con nói là niềm tin vào Phật, niềm tin vào Pháp và niềm tin vào chính mình. Nó sẽ là cái động lực mà thúc đẩy quý vị tiến tu trên con đường giác ngộ. Qua bài chia sẻ, Thầy đã phân tích cho đại chúng thấy rằng ngoài đời vì cuộc sống mưu sinh mà quên đi việc nhìn nhận lại chính bản thân mình để thấy rằng cuộc đời là vô thường và luôn luôn có những khổ đau ẩn nấp. Bên cạnh đó, Thầy khuyên đại chúng nên thực hành 4 cách để chuyển hóa đau khổ. Thứ nhất là nhận diện sự khổ, thứ hai là xem xét nguyên nhân, thứ ba là chấp nhận và cuối cùng là không đồng nhất. Sau thời pháp thoại, đại chúng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.